đổi đâu, có phải chưa từng thay đổi? Tại hạ Trương Thúy Sơn võ đan. Sở trường của ngươi là võ công gì? Họ ta đây muốn lĩnh giáo thử. Sự kết hợp của một đấng đại hiệp và ma nữ An Tố Tố, kết hợp chính tà tạo nên một bi kịch. Giết hay lắm. Là do ta giết hết. Tất cả tội lỗi do mình Trương Thúy Sơn ta gây ra. Cha Vô Kỵ, đợi sau khi con lớn lên phải đề phòng phụ nữ. Người phụ nữ càng đẹp càng giỏi gạt người khác. Đứa con của họ Trương Vô Kỵ đứng giữa hai phái chính tả. Hôm nay tại hạ cả gan thách đấu với các bang phái. Nếu phái nào không nhận lời, cứ phải hủy diệt Minh giáo thì từ khi đánh bại tại hạ trước. Một lòng xoay chuyển vận mệnh chính tả đối đầu. Bần đi tin là không tới hai chiều, người đã chết với ỷ thiên kiếm rồi. Liệu bi kịch của cha mẹ có tái diễn hay không? Thả ta ra. Chỉ Nhược, giết hắn đi. Cô nương quý tố, tại hạ còn xem chút làm cô bị thương, xin thứ lỗi cho. Võ công vô địch, liệu có thể xóa tan hận thù giữa hai đời? Ta phải giết chết ngươi, trả thù cho phụ muội. Không cho ngươi làm hại cha ta. Là muội. Ngươi thật sự hại chết cổ là Dương Tiêu. Nếu như ngươi không tin, thì ngươi có thể hỏi cô gái này xem cổ tên gì. Ta tên Dương Bất Hối. Muội tới chết cũng không hối hận sao? Làm gì vậy? Ta muốn cả đời chàng phải nhớ lấy ta. Trương Vô Kỵ, ta xin thề trước mặt Phật Tổ, ta phải phanh thay cô yêu nữ Triệu Mẫn đó. Có thể thắng hết cao thủ trong thiên hạ, nhưng cuối cùng lại sa vào lưới tình. Cẩn thận! Từ nay về sau, ta và tên họ Trương đoạn nghĩa tuyệt. Sao võ công của ngươi lại kém đi nhiều quá vậy? Thành khôn, để trả thù cha phải trả giá cả mạng sống, nhưng cuối cùng lại là kết quả không ngờ. Từ yêu hóa thành kẻ thù, không đỡ lâm một lần nữa khơi dậy cuộc chiến chính tà. Xin cô hãy tha cho nghĩa phụ ta. Là ngươi đã phụ bạc ta trước, hôm nay đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Đừng mơ. Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, ỷ thiên bất xuất, tùy nghị tranh phong. Vô Kỵ, hãy cho họ xem thử quy lực hợp bích của ỷ thiên kiếm và đồ long đao. Bộ phim Ân Ỷ Thiên Đồ Long Ký phát sóng vào lúc 18 giờ ngày 11 tháng 6, chỉ có trên SCTV 9.